suốt tân gian tân cõi thần, không một người nào ngài không thấy, không ngài Chúa muốn phải diệt vong. Lạy Chúa luôn là mục tư, mục tư chính danh thân nhân từ, bảo vệ đàn chiên khỏi soi dư, thiên mình để chiên sống đầy dư. Lạy Chúa luôn là mục tư, ban cho chúng con muôn ơn này, cho hương dồi dào phải sống với muôn đời người ca Chúa trên ngàn. Ấy vậy mà chiên vẫn chẳng cho lẽ sống tìm về với Chúa.